Cảm ơn người thì túc lại là mình đây. Thì đến video này thì mình lại hướng dẫn anh em nhanh làm nhanh cái con kèo gọi là MUSDT này, được chưa? Nó có chương trình airdrop, khi anh em cờ lam ấy thì anh em sẽ nhận được 130 cái đồng MUSDT này. Thì con này thì tầm nó sẽ được list lên sàn này, sàn CMC này và Hotbit này, Browbit này, Bancassurop, Byland này, các kiểu con là đẻo luôn, được chưa? Thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm nhanh thôi. Con này cũng mua mua bán rồi. Đây một con này nó có nói rõ là một con này khi mà nó đi trên Bancassurop ấy thì một con MUSDT này có tương đương với 0.5 đến 0.9 đô đấy, tức là 0.1 đô đấy, 1 đô một con này đấy, thì là tức là rơi tầm 130 đô, được chưa? Đại loại như vậy thì nói rõ vậy thôi, mình cứ làm thôi, được chưa? Phí ga thì cũng rẻ thôi, thì mình vừa làm thì con anh em có thể dán địa chỉ bếp BLB bếp 20 anh em đây và ấn get link để lấy đường link đi giới thiệu bạn bè, thế thôi, được chưa? Ai mà theo mình nhận gọi là 130 cái đồng USDT này có thể kích của đường link dưới phần mô tả ra giao diện như vậy, anh kích phần trên cho mình, ok chưa? Rồi ấn vào quần vở cho mình, rồi quay sang phía trước này. Rồi anh em quay sang phía trước, anh em dán địa chỉ sao chép cho mình, địa chỉ liên kết ý, được chưa? Dán vào cho mình, ở đó hoàn tất cho mình. Anh em chuyển đổi sang mạng Smart Chain cho mình nha. Rồi, anh chờ một lúc để nó kết nối trong web với ví các bạn. Rồi, em có thể là đến bước này thì anh em có thể là Claim này, Claim Airdrop này, ấn vào phần Claim này. Đấy, thì nó hiện lên. Của mình hiện lên là phí ga phí giao dịch đấy, thì anh em ấn chấp thuận cho mình, còn mình để lâu quá thì là nó lỗi mạng này, được chưa? Rồi anh em khi em vậy thì anh em sẽ gọi là sao chép địa chỉ BLB bếp 20 anh em ở đây và lấy đường link, ok chưa? Anh em tích ra ngoài hướng dẫn lấy con trách luôn, thì ấn phần ví cho mình này, được chưa? Con trách đây kích thẳng vào phần giao dịch gần đây nhất của thằng Smart Chain này, rồi con trách nó ở đây, ấn phần giao dịch này này, dư rồi sao chép này. Rồi, anh em quay sang cái phần tìm kiếm cho mình nha. Đây ba gạch trên này, hai gạch trên này, anh dán con check nó vào, rồi thì hiện lên token mu màu USDT, em mới gật gạt lên rồi kích thẳng vào nó, xem tiền về ví chưa, về ví chứ, 130 cái đồng MUSDT đã về ví, thì giá nó sẽ được list trên Bancassurop với các kiểu sàn ấy thì là tương ứng 1 đô 1 đồng, 130 đô, mình cứ cho 100 đô đi, khá là ngon. Thì kết thúc video để cho anh làm.